chiều ngày 5 tháng 4, đồng chí Đặng Đình Sách, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố chỉ đạo hội nghị giả soát kế hoạch thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác thải năm 2018 trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo giả soát kế hoạch thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác năm 2018, số liệu dự toán của thành phố và công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Uông Bí có sự chênh lệch không trùng khớp theo đó, tổng thu giá dịch vụ thành phố dự kiến năm 2018 là trên 10 tỷ 400 triệu đồng, nhưng theo kế hoạch của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị là gần 6 tỷ đồng, tranh lệch trên 4 tỷ 500 triệu đồng. Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị phòng ban ngành có liên quan, đồng chí Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Long phối hợp với các xã phường tiến hành ra soát lại số lượng các cơ quan đơn vị, các hộ dân do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị thu gom rác thải, cũng như các hộ dân tự thu gom rác thải xong trước ngày 20 tháng 4 năm 2018. Giao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị cùng Công ty Việt Long ký hợp đồng ủy nhiệm thu đối với các xã phường để triển khai thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác thải đối với các hộ dân. Đồng chí cũng giao các xã phường, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động đến các khu dân cư để nhân dân nắm được mức giá, đề nghị phòng tài chính kế hoạch thao mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố giám sát việc xác minh số hộ dân và giá thu gom vận chuyển rác thải tại các xã phường và hai đơn vị được giao